Rồi mình xin trả lời cái tin nhắn của bạn gấu con nha, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái bộ Aptamia cực kỳ dễ dàng và cách ấp thế nào luôn nè. Và anh em nhìn kỹ nha, nhớ xem hết clip để làm đúng nha anh em ơi, để anh em ấp Aptamia không nở rồi đừng có nói tại mình nha, tội nghiệp. Và đây đây là cái bộ chế ấp Aptamia của mình, nó gồm có một cái chai nước đó, một chai nước mình cắt bã cái đầu ở trên để mình máng cái cây sắt rồi, anh em thấy không? Còn cái này á, là khi anh em mua Atomia nó sẽ cho một cái bộ ống, hoặc anh em sẽ tự chế một cái dồi vô để dặn vô cái nắp. Nó khi anh em mua Atomia là nó sẽ tự ấy, kèm theo một cọng dây và một cái van nha anh em ơi. Cái van này mua ở ngoài tiệm cá cảnh như có 2.000 cái à. Đó, một cọng ống nước. Đó. Dạ. Bộ này anh em chế nhà cũng được ha, có cái chai nước này với cái móc để máng vô. Đó. Rồi đây, đây là Atomia, mình chơi Atomia Trung Quốc thôi. Nhà nghèo mà đâu có sử dụng ấy Vĩnh Châu hay là Mỹ được. Chơi Trung Quốc thôi. Đó là hai món rồi phải không? Món thứ ba chính là muối hột. Đó, muối hột. Rồi bắt đầu mình chơi dung lượng nha. Mình sẽ hướng dẫn rất nhanh gọn cho anh em. Anh em nhìn kỹ dung lượng của mình nha, nhất theo dõi hết clip nha anh em. Đó. Cái móc nãy cái mình máng lên nè, mình máng lên đây. Cái đầu mình chế nước vô nè, mình chế đủ cho nó 1 lít nước thôi. Đó. Anh em cứ chế đủ 1 lít nước cho mình. Chừa lại khoảng chừng 5 phân để sủi oxy nha anh em. Đó, oxy. Rồi, 5 phân. Vậy là được rồi. Đó, khi anh em bỏ vô 1 lít nước và bắt đầu cho chạy máy oxy kèm theo cái van. Cái van này là mình có thể dặn để tắt cái nước, tắt không khí nha, tắt oxy nè, tắt cái máy chạy oxy của mình nè. Đó, khi nào mà anh em tắt là nó hết chạy oxy. Đó. Còn khi anh em mở ra nè, để cho nó chạy oxy. Còn đây là muối hột nha anh em. Đây là muối hột. Anh em 1 lít nước, anh cho anh em cho 2 muỗng muối hột và sủi oxy tan đều hết cho mình. Đó, sủi oxy tan đều. Rồi bắt đầu bỏ Atomia vô nè. Đây là Atomia. Atomia nãy mình lấy trong cái hũ Atomia Trung Quốc á. Anh em để tan hết muối rồi anh em cứ bỏ vô như vậy. Khuấy đều. Rồi anh em muốn cho chắc ăn á thì để từ 26 tới 32 tiếng nha anh em ơi, bởi vì con Atomia nó sẽ nở và sống được trong cái môi trường nước này tới 12 tiếng nữa. Cho nên anh em muốn nở hết 100% thì anh em phải để tầm 30 tiếng là chuẩn chỉ nha anh em. Nó sẽ nở hết 90% là chắc chắn anh em, mà cứ 24 tiếng anh em thu hoạch là bảo đảm. Nhưng anh em chỉ nở được 70 đến 80% thôi nha. Đó. Liều lượng mình đã chỉ hết rồi. Còn cách thu hoạch thế nào thì ngày mai mình làm clip chỉ anh em thu hoạch. Rồi, cảm ơn anh em nhớ chia sẻ nha anh em.